vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu hạnh và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành phật tối thanh này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thể chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ dạng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hành chương biên tập minh tâm giảng ngày ba tháng ba năm hai nghìn mười một địa điểm Học viện Tịnh Tông Úc Châu Tập 314 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 368 Hàng thứ ba Từ dưới đếm lên Khứ Diêm phù đề Bách thiên câu chi Na do tha Phật sát Hữu thế giới Danh diệt cực lạc Đây chính là Chỉ phương lập hướng Đức Phật A-di-đà vì tiếp dẫn chúng sanh Trong mười phương thế giới Mà thị hiện như vậy Phượng cú thị tống dịch văn Bản dịch của thời nhà tống Ngụy dịch Vì thập dạng ức sát Tiếng dịch này đơn giản hơn nhiều Đường dịch di thập dạng đức Phật sắc Xưng ta tịnh độ Phật nhiếp thọ kinh Đây là tiểu bổn kinh a di đà Do Ngài quyền trang phiên dịch Đồng tống dịch Hoàn toàn tương đồng với bản dịch của chúng ta ở đây A Di Đà Kinh đồng ngụy đường lưỡng dịch chư dịch bất đồng năm loại bản dịch này phiên dịch không giống nhau kỳ cố hữu nhị đây là nguyên do có hai loại bất đồng nhất giả như pháp hoa sợ thuyết Tùy chúng sanh căn khí sợ thuyết danh tự bất đồng Niên kỷ đại tiểu Thì cô lưỡng độ cự ly Diệt khả bất động Ấn Độ cổ và Trung Quốc Đo lường đông đà không giống nhau Đây đều đứng về sự mà nói Thật giả cực lạc ta bà Giai biện nhất thiệt sự Hổ dùng hộ nghiệp Bổn vô cự ly chi khả ngôn Đây là xưng tánh mà nói Cũng chính là Dùng thật tướng các Pháp để nói Dùng chân tướng của tất cả các Pháp để nói Nó không có cự ly, không có xa gần vì sao? Vì thế giới cực lạc biến khắp mọi nơi. Biển pháp giới hư không giới. Thế giới ta bà cũng biến khắp mọi nơi. Chúng ta khởi tâm động niệm cũng như vậy biến khắp mọi nơi. Hiện thủ đại sư trong tu qua nghiêm áo chỉ giọng tận hoàng nguyên quán nói rất rõ ràng đoạn đầu tiên ngài nói với chúng ta về bản thể điều này ngày nay khoa học và triết học còn chưa phát hiện Tự tánh thanh định viên minh thể Rốt cuộc nó là cái gì Chưa có ai có thể nói ra được Đức Phật có cách nói nào nói ra chăng Phật cũng không thể nói ra Giới khoa học đối với điều này cũng mù mờ không biết đây là nguồn gốc của muôn pháp trong vũ trụ muôn pháp trong vũ trụ từ đâu mà có là từ tự tánh mà có nhưng nó không phải vật chất không phải là tinh thần cũng không phải là hiện tượng tự nhiên nên bất cứ máy móc nào của khoa học cũng không có cách nào đo lường được nó đức phật nói duy chứng phương trì Chứng nhập cảnh giới này thì sẽ biết Biết được cũng không nói được Bởi nói ra người khác cũng không hiểu Chỉ có người chứng được cảnh giới giống như vậy mới hiểu được Kỳ thật Phật nói ra Đại phương quảng Phật qua nghiêm kinh Chính là những gì Ngài Huệ Năng nói vốn tự thanh tịnh vốn không sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động có thể sanh giàn pháp chúng ta nghe rồi cảm thấy thế nào hình như đã hiểu nhưng thực tế thì sao thực tế không hiểu vốn tự thanh tịnh nhưng thanh tịnh đến trình độ nào thì không biết Bất sanh bất diệt Nhưng tại sao bất sanh bất diệt cũng không biết Nên đây là bản thể mà trong triết học nói Từ thể khởi dùng Khởi lên hai dùng Một là y bảo Nghĩa là vũ trụ xuất hiện Một tác dụng khác là chánh báo Chánh báo là gì? Chánh báo là chỉ chính mình Là ta xuất hiện Chứ không phải chỉ cho người khác Người khác là chánh báo của họ Họ là y báo của ta Ta là chánh báo Tất cả mọi người đều là y báo của ta Y báo cũng chính là cảnh sinh tồn của ta trong môi trường Có môi trường nhân sự Có môi trường vật chất Có môi trường tự nhiên Nên tránh báo nghĩa là nói đến chính mình Ta xuất hiện Ta với vũ trụ đồng thời xuất hiện Còn chuyện này thì sao trong đối thoại của Thế Tôn Và Bồ Tát Di Lạc nói rất rõ Nhất niệm bất giá Nhất niệm bất giá không có nguyên nhân Không có quá khứ cũng không có vị lại Nói cách khác cũng chính là không có hiện tại Không có quá khứ không có vị lai thì làm gì có hiện tại nên niệm này gọi là vọng niệm gọi là vô thị vô minh niệm này là duyên khiến a la gia xuất hiện a lại gia là năng biến tất cả giảng pháp nghĩa là mười pháp giới y chánh trang nghiêm là sợ biến Hư không pháp giới cũng là sợ biến của nó tánh năng hiện năng sẵn thức là năng biển ở đây nói rất rõ ràng hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần với ta ta và vật chất là y bảo và chẳng bảo nó đang chấn động rất nhanh đều là hiện tượng dao động bất động thì hiện tượng sẽ không có tinh thần là hiện tượng dao động vật chất cũng là hiện tượng dao động hiện tượng dao động của tinh thần nhanh hơn hiện tượng vật chất nhưng bất luận là tinh thần dao động hay vật chất dao động nhất định có ba loại hiện tượng phát sẵn Chính là ba loại chu biện Thứ nhất là chu biện Pháp giới Khi nói vừa dao động Là biện Pháp giới hư không giới Toàn bộ đều tiếp nhận được Giao động là do ta phát ra Mọi người đều tiếp nhận được Cùng một đạo lý như vậy Hiện tượng giao động này biến pháp giới hư không giới Chúng ta đồng thời cũng nhận được Thân thể giống như là một công cụ phát xạ thông tin Đồng thời cũng là công cụ thu thập thông tin Giống như cơ khí vậy Vừa động là chu biện pháp giờ Thứ hai là xuất sanh vô tận Xuất sanh vô tận là biển quả vô cùng vì có dao động nên nó sẽ có biến hóa. À, Thứ ba là hàm dung không hữu Chính là tâm bao thái hư, hư lượng châu xa giới Không, không có thời gian chẳng không có gian. không gian Nên nói tự lạc đúng đúng biến khắp mọi nơi. nơi Ta bà cũng biến khắp mọi nơi Chúng ta khởi tâm động niệm đều biến khắp mọi nơi Đây là chân tướng sự thật Tất cả đều hổ tương dung hòa nhíp thọ Hổ tương bao dung lẫn nhau Trong tôi có quý vị Trong quý vị có tôi Trong tôi có thế giới cực lạc Có thế giới ta bà Có quốc độ của tất cả chư Phật trong ba đời mười phương tất cả đều đầy đủ có đầy đủ lục đạo tam đồ trong mười pháp giới thật giống như bây giờ chúng ta dùng tivi vậy máy móc này chính là ta là chánh báo của ta Tứ hiện ở trong đó là y bảo Bây giờ các kênh trên TV tôi tin rằng Những gì quốc gia dùng có thể nhận được Tín hiệu trên toàn thế giới Hình như có mấy trăm kênh Thậm chí có mấy ngàn kênh Mỗi kênh phát ra đều nhận được Có mấy ngàn kênh Mỗi kênh đều hổ tương dung nhiếp lẫn nhau chỉ cần nhấn một kênh thì toàn bộ hình ảnh đều hiện ra Nên biết Biến pháp giới hư không giới Với chính mình là một thể Tất cả chúng sanh Ngày nay chúng ta nói Nhân loại trên địa cầu Có liên quan gì với ta Là một thể Điều này người giác ngộ biết người chưa giác ngộ thì không biết được thế gian này người giác ngộ ít người không giác ngộ nhiều nên người giác ngộ rất vất vả vì họ biết họ biết toàn thể nhân loại với chính mình là một thể nên họ chăm sóc quan tâm yêu thương họ vô điều kiện người không biết thì thấy hoàn toàn không liên quan đến mình họ chính là tự tư tự lợi cho rằng chỉ có một cái tiểu ngã còn những người ngoài không liên quan đến ta như vậy là sai một sợi lông một hạt bụi đều có sự liên quan đều có sự liên quan mật thiết với chúng ta Hiện tượng này ngày nay khoa học chưa nói ra Chức học cũng chưa nói ra Thầy Phương đã dùng tâm quý Và thời gian của đời mình Vào trong Phật Pháp Đại Thừa Bảy mươi chín tuổi thầy ra đi Thầy ra đi hơi sớm Nếu như thầy có thể sống thêm mười năm Phật giáo của Đài Loan sẽ không như tình trạng ngày nay tôi theo thầy hương hai mươi năm tôi theo thầy năm tôi hai mươi sáu tuổi thầy đi năm đó tôi năm mươi tuổi khi đó thầy vừa mới khế nhập cảnh giới Như vậy tôi Thầy mới hơn 40 tuổi Lúc đó thầy có phân biệt Vì thầy là người nghiên cứu triết học Hoàn toàn dùng triết học để nhìn Phật Pháp Cho rằng trong Phật Pháp có một bộ phận là triết học cao thân nhưng vẫn còn một số Thậm chí trên một nửa là mê tín Là thân thoại Thầy đã có cái nhìn này đối với Phật Pháp Đến cuối đời đối với những thần thoại đó Thầy đều công nhận rằng Đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn hổ dung hộ nhiếp bổn vô cự ly chi khả hôn làm gì có cự ly không có cự ly cũng không có trước sau đây đều là loại rất chân thật hoàn toàn là cảnh giới hiện lượng thân chứng của chư phật bồ tát Thật tướng chân thật Là chân tướng của tất cả các Pháp Sự việc là như vậy Đối với những vấn đề này Chúng ta từ chỗ hoàn toàn không biết Không nhận thức Nên nghe thấy cách nói này Cho là thân thoại là mê tín Nghe suốt 60 năm cũng đã hiểu rõ Đây là thật không phải giả Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chập trừ Ta sẽ thấy được Nghĩa thứ hai thì dễ nói hơn Đây là nói về chữ số Nhị già Ước câu chi Na do tha chi số Đây đều là con số Sở biểu đại tiểu bất nhị Người xưa nói ức Ức có bốn cách nói Mười dạng gọi là ức Trăm dạng cũng gọi là ức Ngang dạng cũng gọi ức dạng dạng cũng gọi ức ngày <laughs> nay chúng ta dùng dạng dạng là ức câu chi kỳ diệt gì ức nên câu chi cũng có thể nói là mười dạng trăm dạng ngàn dạng 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 đều có thể nói được đều không nói sai câu, câu chi người xưa gọi là ức dạng dạng, 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 ức có lớn nhỏ khác nhau, có bốn loại. đáng tiền tam giả, tác gì chăng... thường dụng giả. Thì như con số mà chúng ta vấn hiện vấn đang dùng thì ức là dạng dạng. Dùng chữ này na giao tha cũng là con số là... của ấn độ mười vàng có thể gọi là na ngang dạng cũng có thể làm na giao diệt hữu giải di vàng 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 nó với ước gần như tương đồng vì sao lại có nhiều việc tiền như vậy Chúng ta đều biết Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện Tương đương với thời kỳ cuối của nhà chủ Đức Thế Tôn xuất hiện Hầu như cùng thời đại với Lão Tử và Khổng Tử Sớm hơn Lão Tử và Khổng Tử một chút Thời đại đó Trung Quốc chưa thống nhất Ấn Độ cũng chưa thống nhất Đều là bộ lạc tộc quần Nên rất nhiều quốc gia Trong lịch sử ghi chép thời nhà Chu Ở Trung Quốc từ Liêu Đông đến Lưu Dực Trường Giang Lưu Dực Châu Giang Trong một diện tích như vậy Mà có đến 800 chứ hầu Tức là có 800 quốc gia Đất nước lớn Thì cương dược biên giới có 100 dặm 100 dặm là nước lớn Nước nhỏ là 50 dặm 30 dặm Thực tế mà nói thì nó như một trấn nhỏ hiện nay Chứ hầu dương của đại quốc cũng chỉ ngang như một huyện trưởng bây giờ. đó là chứ hầu họ là vua một nước. chúng ta xem xuân thu tả truyện thì có thể thấy được sự phức tạp của xã hội đương thời. Nước lớn thường hiếp đáp nước nhỏ Chiến tranh từ đầu năm đến cuối năm không ngừng Chiến tranh là gì? Là đánh nhau Nên mỗi quốc gia dùng gian tự cũng không tương đồng Như lối giữ triện của Trung Quốc Một chữ nhưng có rất nhiều cách viết là sao? Lúc đó mỗi quốc gia dùng khác nhau Chứ độ đo lường đông đạc ở Ấn Độ cũng như vậy Không thống nhất Không có tiêu chuẩn Nhưng ở Trung Quốc vẫn còn tôn sùng một điều chính Là Cộng Chủ Xưng là Thiên Tử Là nói vị quốc dương này có đạo đức, có nhân nghĩa ông ta có rất nhiều chế độ điện chương để có thể làm gương cho người khác các quốc gia khác đều dùng chế độ của người này nên gọi ông ta là thiên tử thiên tử không có thực quyền quốc gia của người khác Chủ, chủ thương quyền thương. là độc lập à, phá Nếu phát sinh tranh chấp Thế Thì thiên tử chỉ có thể thương chủ trị công đạo, đạo mà thôi à, Hóa giải thương. tranh chấp Trên thực tế đến đời Tần Thủy Hoàng thương. mới thống nhất Những nước chư hầu đều bị trừ bỏ Và đổi thành quận huyền Trung Quốc hiện nay vẫn còn rất nhiều tên của quyền Đều là tên của các nước chư hầu ngày xưa Đây là Danh xưng đơn vị Có rất nhiều cách nói không giống nhau Ví dụ nói ức Ở nơi khu vực này họ lấy 10 dạng làm ức Nhưng nơi khác lại lấy trăm dạng làm ức Như chúng ta hiện nay lấy dạng dạng làm ức Dạng ở đây là đơn vị Mười 10 dạng, trăm dạng, ngàn dạng, dạng dạng gọi là ức Một ức chính là một dạng dạng Kỳ nghĩa bất nhất Thì cô năng hiệu Hiệu là so sánh Chỉnh sửa Không để chỉnh sửa Kỳ nghĩa bất nhất Chúng ta cũng biết Lúc đó là thời đại bộ lạc Cùng một danh xưng Nhưng trong đó nội dung không giống nhau Điều này có thể lý giải được Chiếm ư Thập dạng ức thủ ức số chi tối đại dạng Tắc gì Hợp dạng 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 là ức Mười dạng ức Mười dạng ức là mười dạng lần dạng dạng Bách thiên câu chi na do tha Thủ câu chi giữ na do tha Chi tội tiểu dạng Tắc gì thiên dạng 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 vào Thập dạng ức đại nhất bách bội Cụ bất tất cuộc hạng ư số lượng Trong phim như những con số này đọc qua là được Đây đều là do vọng tưởng phân biệt của tất cả chúng sanh mà có Rời vọng tưởng phân biệt chấm trước thì những hiện tượng này không tồn tại Chư kinh khổ tham Những kinh điển này chúng ta xem nhiều thêm một chút Tất cả tri sở thị hiện chi cực cực lạc thế giới Cự thử thổ chí thiểu tại thập dạng dạng ức cả Tam thiên đại thiên thế giới chi Ngoại Tam thiên đại thiên thế giới duy nhất Phật chi quốc độ Phạm gì giáo hóa của một vị Phật Là một tam thiên đại thiên thế giới Tam thiên đại thiên thế giới là một đại thiên thế giới Một đại thiên thế giới Vì sao gọi là tam thiên Tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng học đều biết Cách nói này Là lấy núi Tu Di làm trung tâm Mặt trăng mặt trời bao dây Và xoay quanh núi Tu Di Như vậy gọi là một đơn vị thế giới Một ngàn đơn vị thế giới Gọi là một tiểu thiên thế giới Lại lấy, lấy tiểu thiên làm đơn vị một ngàn tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới sau đó lại trung thiên làm đơn vị một ngàn trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới tam thiên là tiểu thiên trung thiên đại thiên nên gọi là tam thiên vì thế tam thiên đại thiên thế giới thật ra chính là một đại thiên thế giới Thông cường một vị phật giáo hóa một lãnh thổ như thế Đơn vị thế giới lớn bao nhiêu? Trước đây chúng ta đều cho rằng hệ mặt trời là đơn vị thế giới. Khi tôi gặp Hoàng Niệm Tổ, chúng tôi có thảo luận đến vấn đề này. Ông nói lấy hệ mặt trời để làm đơn vị thế giới là sai lầm. Núi đùi gì không phải mặt trời? Hệ mặt trời chuyển động xoay quanh hệ ngân hà Chuyển một dòng gọi là Thái Dương Miên Năm ánh sáng Trung tâm của hệ ngân hà mới là núi tu Di mà trong kinh Phật nói Bây giờ giới khoa học nói nơi đó là hắc đông tức đồng tối Một hắc đông rất lớn Lực dẫn cũng rất lớn đến ánh sáng cũng bị nó hút vào một đơn vị thế giới thế là một hệ ngân hàng như vậy một 3, tam thiên đại thiên thế giới là bao nhiêu hệ ngân hàng một thiên tiếp một thiên lại nói tiếp một thiên là mười ức thiên mười dạng dạng Là khu vực giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân trên địa cầu này Thì chúng ta sẽ biết đó là ứng quả thân Ngay hiện thân trên bất cứ tinh cầu nào đều là ứng quả thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có cõi thật bạo trang nghiêm Có cõi phương tiện hữu dư Cõi phương tiện hữu dư chúng ta không nhìn thấy Cõi đó Hoàn toàn bất đồng không gian duy thứ với chúng ta Nên biết rằng vũ trụ quá lớn Phạm phu gian chi Thương cảm cực lạc thẩm diễn Cụ bất năng khử Tình huống này rất nhiều Có nhiều người vừa nghe nói đến Mười dạng ức cõi Phật thì giật mình Như vậy thì đi bằng cách nào? Thử thật do ư ừ mê tự tâm lượng cụ câu này nói như thế nào không biết tâm lượng mình lớn bao nhiêu là loại thứ ba trong ba loại chù biển nó bao hàm không hưởng như vậy tâm lượng của chúng ta lớn bao nhiêu hàm là bao hàm bao hàm hư không dung là dung nạp dung nạp dạng hưởng Hữu Chính là mười pháp giới y chánh trang nghiêm Tất cả quốc độ của chư Phật như lai đều là hữu Trong hư không không nói đến vật chất Tất cả pháp trong hư không đều ở trong tâm lượng của chúng ta Tâm lượng chúng ta lớn biết bao Loại chu biến thứ hai là xuất sanh vô tận Trong kinh nói Vô lượng vô biên quốc độ Của tất cả chư Phật như lai Trong mười phương ba đời Là xuất sanh vô tận Tất cả đều do ý niệm của chính mình biến hiện ra Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh ra Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện duy thức sở biến cách nói này chúng ta nghe rất quen tự mình cũng có thể nói nhưng thật sự không biết không tin nhận không tin nhận là do không thật sự hiểu biết nếu tất cả đều nói rõ ràng và đã hiểu thì làm gì có chuyện không tin nhận nếu thật sự tin nhận Thì cực lạc ở đâu Ngay tại đây Bên dưới dẫn chứng kinh Lăng Nghiêm nói Cứ Lăng Nghiêm Tác phương hư không Sanh ngã tâm trung Như phiến dân điểm thái thành lý Hà diễn chi hữu Đây là kinh Lăng Nghiêm nói đức phật đưa ra một ví dụ chúng ta đều cho rằng hư không lớn nhất nhưng đức phật đưa ra ví dụ nói chúng ta ví hư không như một đám mây một đám mây trên bầu trời vậy tâm chúng ta thì sao tâm chúng ta là thái không quý vị nói là tâm lớn hay đám mây lớn Biến pháp giới hư không giới Ở trong tâm chúng ta Giống như một đám mây trong không trung vậy Hư không nhỏ tâm lượng lớn Nên nhớ rằng tâm bao thái hư Lượng châu xa giới Là nói về tâm của chính mình Chân tâm lớn như vậy Giọng tâm cũng là lớn như vậy Chân và giọng không hay Tâm nhỏ như vậy là do tự tư tự lợi Một người cũng không thể bao dung Như vậy là sao là phiền não Giống như Đức Thế Tôn nói Vì giọng tưởng phân biệt chập trước Mà không thể chứng đặt Ta đã đánh mất tâm lượng dũng cỏ Trở thành tâm lượng rất nhỏ Tâm lượng nhỏ rất khổ Nếu ta biết tâm lượng lớn như vậy Sẽ hiểu rằng Thì ra tất cả quốc độ của chư Phật như Lai Trong mười phương thế giới Đều là tâm ta biến hiện ra Quý vị muốn đi đến đâu Thì cảnh giới hiện ngay trước mắt Nên trong tỉnh độ sanh vô sanh luận nói Sanh tác quyết định sanh Cứ tăng thật bất cứ không đi làm sao giảng sanh được Cực lạc ở ngay trước mắt Ta còn đi đâu nữa Giống như những lời này Nếu cư sĩ quan niệm tổ Không dẫn chứng lời trong kinh luận Thì chúng ta tránh không bàn đến để, để khỏi tranh luận Tức là lượt bỏ đi Chú giải của ông rất hay Đã đem những kinh luận có liên quan Đều thu thập vào đây Nên đọc bộ chú giải này Chính là đọc hơn 100 bộ kinh luận Đây hoàn toàn là sự thật chứ không phải giả đâu Nhất định phải tin tưởng phải mở rộng tâm lượng chính mình Và phải buông bỏ hết tập khí phiền não Quý vị xem như vậy thì tự tại biết bao cứu quán kim diệt A-di-đà Phật khứ thử bất diện Thật sự là không xa Mười vạn ức quải Phật chính là mười dạng ức đại thiên thế giới không xa ức dạng ức đại thiên thế giới cũng không xa trong tự tánh thanh tịnh không có cự ly điều này cần phải biết không có cự ly tức là không có không gian không có đến và đi Tức là không có thời gian Thời gian và không gian đều không tồn tại Thật nhân bổn tại chúng sanh Cá cá tự tâm chi nội giả Điều này không sai chút nào Thế giới cực lạc, Thế giới qua tạng Thế giới mật nghiêm Tì-lô-giá-na Phật A-di-đà Phật Đại Nhật Như Lai Đều ở trong tâm chúng ta Không phải bên ngoài Nền Nhật Trong Kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm tâm và pháp diễn diễn là một thể, tâm là năng sanh năng hiện, pháp là sở sanh sở hiện, thể và tượng nhất định không rời nhau, như vàng và đồ trang sức vậy, nó không thể tách rời. Nói đến thể là có tướng và dùng. Nói đến tưởng là có thể và dùng Nói đến dùng nhất định có thể và tưởng Không có thể và tưởng làm gì có tác dụng Một mà ba, ba trong một Nếu xem nó thành ba là sai Là mê Nên một mà ba, ba trong một Phi tam phi nhật Tức tam tức nhật như vậy mới thật sự hiểu rõ sự tương Hữu Di Đà Sử Sao Diễn Là Liên Trị Đại Sư nói Phân minh tại một tiền Diệt Hà Thường Diễn Liên trì Đại Sư Chi Thuyết Thấu Triệt Tâm Nguyên Đây là chân tướng sự thật Những lời này chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ Trong Kim Lan Nghiêm nói Thập phương hư không sanh ngã tâm trung Ngã tâm sanh thập phương hư không hư không bao lượng nhưng một đám mây điểm giữa bầu trời xanh bầu trời xanh chính là hư không một đám mây trong hư không bây giờ khái niệm này chúng ta đã hiểu rất rõ mọi người thường ngồi máy bay để đi du lịch đều bay lên trên tầng mây Quý vị nhìn thấy đám mây không? Nó không lớn Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới Càng nói càng gần Hữu thế giới danh giết cực lạc Thế chỉ cho thời gian quá khứ Hiện tại và dị lại Chữ thế này là ba chữ thật Quá khứ mười năm Hiện tại mười năm Dị lai mười năm Đây gọi là nhất thể một đời Người xưa nói ba mươi năm gọi là một đời Đây là nói về thời gian Giới giả cương giới Chỉ không gian Tức tứ duy thượng hạ Sở dị thập phương giả dạ. Hợp thời giữ không Đem thời gian và không gian hợp lại Gọi là thế giới Hoặc gọi là thế gian Gian cũng gọi là không gian Gian là xa cách Đây là định nghĩa của hai chữ thế giới Cực lạc là phiên dịch theo nghĩa chữ Hán, Phạm ngữ tu ma đề. Thời cổ ấn độ Phạm Giang gọi là tu ma đề. Chữ Hán dịch thành cực lạc. Nó có rất nhiều nghĩa. Từ điểm phiên dịch ta có thể lãnh hội được. Ở đây đưa ra ba từ An lạc, an dưỡng, thanh thái Có ba nghĩa như vậy Thanh là thanh lương tự tại Thái là dễ chịu thoải mái Nên hiện nay chúng ta đều dùng danh từ cực lạc này Di đà yếu giải Vị cực lạc Nại Vĩnh ly chúng khổ để nhất an ổn chi dị Đây là các bờ cổ đức giải thích về cực lạc cho chúng ta Vĩnh viễn xa rời các điều khổ Thế gian của chúng ta Là khổ khổ Hoại khổ, thanh khổ Hoàn toàn đã thoát ly đi ba điều này Nên gọi là cực lạc Vì nó không còn chút cảm nhận nào về đau khổ Thế gian này chuyện khổ nhiều Hàng ngày nó không rời xa thân tâm của chúng ta Thế giới cực lạc không có Ở đó thân tâm an ổn nhẹ nhàng Là đệ nhất an ổn Di đà sớ sao dí Là Liên Trì Đại Sư nói hiện chí cực chi lạc lạc ở đây nghĩa là gì lạc tức là niềm vui tột cùng cực ở đây tức là viên mạng phi nhân thiên nhất thiết chư lạc chi bị cõi trời và cõi người rất nhiều chuyện vui nhưng so với thế giới cực lạc thì thua xa Thua xa cõi y chánh trang nghiêm Của thế giới cực lạ Khi tôi mới học Phật Có mấy vị Pháp Sư Đưa ra vấn đề này Nói với tôi Nhà Phật Đều lấy giới luật Làm Thầy Lấy khổ làm Thầy vì sao thế giới cực lạc đến đâu cũng đều là trân bảo Như vậy không phải đã quá hưởng thụ rồi sao Sẽ không tương ứng với giáo huấn của Đức Phật Thế gian này của chúng ta Người thật sự tu hành chỉ là một lều tranh trên núi Cái gì cũng không có Đại khai cũng có được hai bộ y phục để thay đổi Ngoài ra không còn gì nữa Họ không có dục vọng Không có bất cứ ham muốn hưởng thụ nào Họ sống rất tự tại, rất an vui Tại sao thế giới cực lạc qua lệ đến thế? Nên biết rằng thế giới này của chúng ta tất cả những xa xỉ hoa lệ là do con người tạo nên những cung điện đường hoàng phú lệ là do con người tạo nên thế giới cực lạc không cần nhân công không có nhân tạo cũng không có thiết kế đều là tự nhiên Chưa từng nghe nói Thế giới cực lạc có nhà thiết kế Không có thợ thủ công về bên kiện trục Chưa nghe nói hết Đại Tạng Kinh Suốt 49 năm Đức Thế Tôn giới thiệu cho chúng ta Về thế giới cực lạc Đều là tự nhiên Phước báo của trời và người lớn Chúng ta thấy thế giới thiệu cõi trời quá lạ Tên trời thứ năm của dục giới Tất cả những hưởng thụ của họ đều là biển hóa Là chính mình biển hóa ra Nghĩ thứ gì thì thứ đó hiện ngay trước mặt Không cần kinh doanh, không cần chế tạo Muốn ở cung điện thì cung điện hiện ra Nếu không cần thì nó sẽ biến mất Cõi trời tha hóa tự tại lại càng tự tại hơn nữa Tự mình không cần biến hóa Do cõi trời quá là biến hóa ra để cúng dường họ Quan hệ hai tầng trời này rất tuấn có người cúng dường tự mình không cần phải kinh doanh mọi thứ đều xứng theo tâm ý của mình đây là gì là tánh đức tánh đức tự nhiên hiện ra như thế chỉ có thể nói rằng không thể nghĩ bài Quá kỳ diệu Người và trời trong cõi dục giới Của tầng trời thứ năm, thứ sáu Đều có thể làm được điều này Thế giới cực là còn cao hơn họ rất nhiều Phước bao cũng lớn hơn họ rất nhiều nên đây là lấy vọng tưởng bình thường của chúng ta Để đo lường thì giới cực lạ Là hoàn toàn sai lầm Những điều này là Liên Trì Đại Sư giới thiệu về cõi cực lạ Tức là trong sớ sao nói như vậy Chúng ta xem tiếp đoạn văn ở dưới Chư Phật quốc độ Tùy cơ sở cảm Hữu tứ chủng độ Ở đây dẫn chứng Di đại sứ sau của Đại sư Liên Trì Tứ thủ giả Nhất dĩ thường tịch quan độ Kinh dân tỳ lô giá na biến như thiết sự khi phật trụ sử danh thường tịch quan sĩ cơ quả nhân sở cư cơ quả là đến đỉnh cao nhất trong kinh hoa nghiêm gọi là diệu giác bồ tát trong kinh hoa nghiêm Không nói trong mười Pháp giới Ngoài mười Pháp giới Bồ Tát sanh đến cõi thật bảo Là sư trụ của diên giáo Thiền Tông thường nói Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật bây giờ chúng ta đã biết họ đích thực không khởi tâm không đồng niệm không phân biệt không chấp trước phiền não đã đoạn tận khởi tâm đồng niệm là do vô men phiền não khởi tâm đồng niệm khi vô minh phiền não đoạn rồi không còn khởi tâm không còn đồng niệm nữa phân, phân biệt là trần sa phiền não trần sa là hình dung từ phân, phân biệt trần nhiều trần giống trần như trần sa vậy điểm không hết đây đều do tâm phân biệt ý niệm này nổi ý niệm khác quý vị thấy Một giây có 1.600 triệu lần phân biệt Một lần xem việc chính là một lần phân biệt Không có hai cái phân biệt nào tương đồng Nên mới so sánh với trần xa Chấp trước gọi là kiến từ phiền não Quý vị đã thấy sai lầm Quý vị đã nghĩ sai Thấy sai là kiến Nghĩ sai là tư Nếu tất cả những phiền não này đều không có Thì đây là địa vị gì? Là thập trụ Trên thập trụ là thập hạnh Trên thập hạnh là thập hồi hướng Trên thập hồi hướng là thập địa Đây là 40 địa vị Trên thập địa là đẳng giác trên đẳng giác nữa là diệu giác Diệu giác chính là cực quả không còn quả nào hương thế nữa à, Cho nên trong kinh có nói Cõi báo của 41 vị Pháp thân đại sĩ Họ ở trong cõi báo Chính là cõi thực bảo trang Còn diệu giác thì sao Diệu giác ở cõi thượng tịch quang Nói cách khác Diệu giác là hoàn toàn quay về với tự tánh trong cõi thường tuyệt quang cái gì cũng không có giá loại hiện tượng cũng không tồn tại hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần hiện tượng tự nhiên đều không tồn tại ngày nay các nhà khoa học đã phát hiện ra một việc căn cứ theo quan sát của họ Nghiên cứu quan sát đo lường nói Máy móc tinh vi của chúng ta đo lường hư không Nhưng trên thực tế chỉ có thể nhìn thấy 10% của vũ trụ Hình như họ từ trong toán học mà suy luận ra Còn 90% của vũ trụ không có Nhìn không thấy Chúng tôi nghe xong hiểu ý mỉm cười Họ không biết trong kinh Phật có nói Vậy 90% đó đi đâu Trở về cõi thường tịch quan rồi Họ có thể đo lường được Trên thực tế chỉ có thể đo lường đến 10 Pháp giới Cõi thật báo họ không đo lường được thực ra đã trở về cõi thường tịch quán nên dù dùng máy móc tinh vi cỡ nào cũng không cách nào phát hiện được vì sao vì nó không phải là hiện tượng không phải là đối tượng để họ đo lường Trở về cõi thường tịch quan Thường tịch quan ừ. biến khắp mọi nơi Chu biến pháp giới Tỷ Lô Giá Na không? Là phản ngữ Dịch sang chữ Hán là biển nhân thiệt sự Tỷ Lô Giá Na là không? ai? Chính là tự tánh thanh tịnh Duyên minh thể của chúng ta Quốc sư hiền thủ nói như vậy Tức là pháp thân của chính mình Chính là Muôn sự muôn vật trong biến pháp giới hư không giới Bao gồm nguồn gốc của chính mình Nó từ đầu đến Từ đầu đến Từ tỳ lô giá nà đến Nó là thật Những tướng nó hiện ra đều là huyền tướng Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Vì nó là huyện tượng nên nó không chứa ngại chân thật vì nó là chân Nên cũng không chứa ngại phát huy của quyền tư Có thể thiên biện dạng quả Đối với nó mà nói Thì không có chút nhiễm ô nào Là nơi ở của người có quả vị cao nhất Nhị viết thật bảo trang nghiêm đồ Hành chân thật pháp Cảm thù thẳng báo Thức bảo trang nghiêm Cụ tỉnh diệu ngũ trần cụ Diệt dân vô chướng ngại độ Dĩ sắc tâm bất nhị Mau sát tướng dùng cụ Thị Pháp thân đại sĩ sở cử Đây là cõi báo của Bồ Tát Bồ Tát nào Bồ Tát đã minh tâm kiện tâm Bồ Tát đã đoạn tận Vô thị vô minh Vì sao họ không trú Ở cõi thượng tịch quan Vì đã đoạn tận Vô thị vô minh Nhưng chưa đoạn tận Tập khí vô thị vô minh Chỉ cần Còn một chút tập khí Thì cõi báo này sẽ hiện tiền Nên họ sống trong cõi báo này Tập khi vô thị vô mình đó không có cách nào đoạn được Thời gian lâu tự nhiên nó mất đi Cần thời gian bao lâu Trong Kinh Hoa Nghiêm nói là Ba đại A à Tăng kỳ kiếp Ý này chính là nói Vô lượng thọ là có hạn lượng Vô lượng thọ cuối cùng là bao lâu Ba đại A Tăng kỳ kiếp Ba đại A Tăng kỳ kiếp đến rồi Thì vô minh của họ cũng tận Tập khí vô minh đã đoạn tận liền chứng quả dị diệu giác Chứng diệu giác thì họ trở về khỏi thường tịch quan Phải thật báo sẽ không thấy nữa chỉ có thường tịch quan là thật Là chân thật Nó không có sanh diệt Cõi à, thật bảo có sanh diệt Thường tịch quan không sanh diệt Nó không phải hiện tượng Có hiện tượng mới có sanh diệt Phạm sở hữu tương Giai thị hư vọng Hiện tượng tinh thần Vẫn có sanh diệt Hiện tượng tự nhiên cũng có sanh diệt. Giới khoa học ngày nay nói, năng lượng, thông tin, vật chất đều có sanh diệt. Sanh diệt từ đâu mà có? Từ bất sanh bất diệt mà có. Nhưng cái bất sanh bất diệt giới khoa học không tìm thấy nên họ chỉ có thể nói ra những điều vô lý hiện tượng này từ đâu mà có từ trong chỗ không mà nói có vấn đề này trong giáo lý đại thừa thường nói hướng thượng nhất trước Hướng thượng chính là siêu việt a lại gia Minh tâm kiện tánh Việc minh tâm kiện tánh Khoa học không thể giúp được Phương pháp của khoa học Chỉ có thể đến được A-lại gia ta có thể thấy việc <laughs> chứ cuối cùng là hiện tượng gì cần phải hiểu cho rõ ràng hiện tượng tinh thần ta đã hiểu rõ đây chính là khoa học đã đạt đến đỉnh điểm, điểm Hướng lên nữa là minh tâm kiên tành minh tâm kiên tành phải buông bỏ tất cả những ý niệm buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước mới có thể nhìn thấy nếu không buông bỏ giọng tử phân biệt chấp trước ừ. Thì toán học như thế nào cũng không tính ra được Trong tự tánh không có những thứ này Khoa học kỹ thuật có giỏi đến đâu cũng vô dụng Chắc chắn tìm không được Chỉ cần buông bỏ là được Vì sao Đức Phật lại biết nhiều như thế? Quý vị xem ba 000 năm trước những gì đức thế tôn nói ra hiện nay giới khoa học các nhà lượng tử học đã chứng minh được khoa học đã mất bao nhiêu thời gian bao nhiêu người không ngừng tiếp tục nghiên cứu để phát hiện ra đức phật không cần những thứ lôi thôi rắc rối này không cần dùng đến toán học cũng không cần dùng đến những khoa học kỹ thuật không cần đến những thứ này như vậy cần dùng gì? Dùng thiền định. Do đó chúng ta sẽ hiểu rõ không gian mà các nhà khoa học phát hiện thật sự là có bất đồng duy thứ. Bất đồng duy thứ từ đâu mà có? Từ phân biệt chấm trước sinh ra. Rời phân biệt chấp trước thì không còn không gian duy thứ. như trong kinh đức phật nói về cảnh giới này thập phương hư không sanh ngã tâm trung như phiên dân điểm thái không lý giới khoa học chưa từng nói đến điều này các nhà triết học cũng chưa từng nói vũ trụ là một thể trong này không có lớn nhỏ hoàn toàn không có hiện tượng đối lập không có đối lập chính là một thể Gọi thật báo trang nghiêm Hành pháp chân thật Chân thật này Là lấy kinh điển đại thừa nói Làm tiêu chuẩn Cái gì gọi là chân thật Nghịch với chân thật chính là không chân thật Không chân thật gọi là hư vọng Mười pháp giới y chánh trang nghiêm đều là hư vọng vì sao? Bởi nó là pháp sanh diệt Nó không chân thật Nó sẽ biến đổi Và mất đi Có sanh có diệt Một sát na cũng không trụ được Nên nó là già Nếu pháp này hiện tiền rồi Mà không thay đổi Thì đây là chân thật Nó không sanh diệt Diễn diễn là như vậy Cõi thật báo trang nghiêm chính là như vậy Chiêu cảm được quả báo thù thắng Sanh được đến Hoàn toàn là quả sanh Như trong kinh điển Đại Thừa giới thiệu cho chúng ta Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng đẹp Đây là bảo thân Sanh đến đó Tướng đều như vậy Không phải nói từ nhỏ Rồi dần dần lớn lên Không phải như vậy Giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Vừa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Thân tướng hoàn toàn tương đồng với Phật A-di-đà Điều này trong 48 nguyện có nói Thể chất tương đồng Đều là thân kim càng bất hoại Đây là nói về thể chất tướng hào Thân có vô lượng tướng Tướng có vô lượng đẹp Hoàn cảnh cư trụ cùng lúc đều hiện Miên diễn đều là như vậy cũng có thể quý vị cảm thấy miên diễn như vậy, chẳng phải là rất đơn điệu sao? Nên đây có gì thuốc gì chứ? giới thiệu cho quý vị mà quý vị còn không muốn đi, thật ra quý vị đã sai. Nó miên diễn không sanh dị nhưng nó muốn tùy theo ước muốn của tâm. Nó là do biến quá mà có Không cần nhân công Tôi thích ở nhà lầu, nhà lầu liền hiện ra Tôi thích ở nhà tranh, nhà tranh hiện ra Tùy ý của ta Quý vị thích nhà của mình ở trên mặt đất Có người thích nhà của mình ở không trung Không cần trên mặt đất Đều do biến hóa ra Hoàn cảnh sinh hoạt Cũng tùy theo tâm ý của mình Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Nhưng đến đó có tâm tưởng chăng Không có Vì sao? Vì đã chuyển tức thành trí Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều không còn Nên nó hiện ra đều là tự nhiên Hoàn toàn tự nhiên Pháp nhĩ như thị Ở đây quý vị thấy tánh đức thật không thể nghĩ bạn Nói cách khác Nhà nghệ thuộc tài ba như thế nào Cũng không thể vẽ ra được Người ở cõi trời hay cõi người Cho dù thông minh đến đâu Cũng không tưởng tượng được đâu thế giới cực là miêu tả cho chúng ta là pháp chân thật cụ tịnh diệu ngũ trần ngũ trần là một ví dụ vì quá có, mới có ý nghĩa của trần tức nhiễm ô thế giới cực là không có nhiễm ô gọi là tịnh diệu trong kinh điển đại thừa nói thân pháp tánh Cõi pháp tánh khá cái thế gian này của chúng ta bản chất không tương đồng chỗ này của chúng ta thực tế, nó vốn là thân pháp tánh cõi pháp tánh Đức Phật nói đáng dĩ vọng tưởng chấp trước nhi bất năng chứng đắc. điều này đã nói thấu số khuyết điểm của chúng ta vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước làm cho cõi pháp tánh bị biến chất à, biến, biến thành hiện tượng này à, nhìn những loại bụng cát này giống như sự ngu đần khờ khạo đều là do tâm bất thiện của chúng ta biến hiện ra nếu phục hồi được tâm thanh tịnh thì hoàn cảnh này lập tức được thay đổi cũng giống như thế giới cực lạ vô lượng trân bảo trang nghiêm nếu chúng ta tư duy Quan sát kỹ việc này Thì có thể được một chút thông tin Người xưa Tâm thuần hậu Bảy bao phong phú Trong lịch sử chúng ta thấy Ngày xưa các bậc đế vương Ban thưởng cho các đại thần có công gì đất nước mấy trăm cân mấy ngàn cân vàng rồng trong sách chúng ta thấy vàng rồng của họ không phải là tính lạ mà tính kỹ mấy trăm cân mấy ngàn cân quý vị xem rất nhiều Bây giờ rất ít Những chim ngân này rất ít Không phong phú như ngày xưa Khiến chúng ta nghĩ đến cư dân ở thế giới Tây Phương cực lạc Đều là các bậc thượng thiện nhân câu hội một chỗ Nên cả đại địa toàn là châu bảo ở trên mặt đất tìm không ra bùn cát Nếu như đem bùn cát đến thế giới cực lạc thì rất quý Vì sao? Vì nó hiếm Ở thế giới cực lạc không có Mặt đất của họ là lưu ly Lưu ly ngày nay chúng ta gọi là ngọc Viên ngọc màu xanh lục Màu sắc là xanh lục Trong suốt Nên mặt đất của họ là trong suốt gian rồng trải mặt đất trải trên cả đường đi còn ngày nay mặt đất là bùn cả lấy dầu nhựa trải đường như vậy đã là rất cao cấp thế giới tây phương cực là lấy vàng rồng trải đường còn những thứ khoa học tạo ra như xe hơi máy bay phiền phức biết bao nhiêu người ở thế giới tây phương không cần những thứ đó thân thể có thể phi hành tốc độ còn nhanh hơn cả ánh sáng vì họ không có không gian nên trong khoảng một niệm họ đã đến nơi Trong quán kim nói Cung điện tùy thân Họ có thể đem cung điện mà họ ở đi theo Đưa có thể bay lên Thật sự gọi là đại tự tại Rồi Diệt dân vô chứng ngại đồ Thế gian này có chứng ngại Cõi đất có chướng ngại Thế giới cực lạc không có chứng ngại Nguyên nhân gì? Điều này hai câu bên dưới đã nói ra Sắc tâm bất nhị Mau sát tướng dùng cột Sắc tâm bất nhị là thanh tịnh duyên minh thể Sắc là hiện tượng vật chất Tâm là hiện tượng tinh thần Hiện tượng tinh thần và vật chất là một không phải hai Mau sát tướng dung Mau là sợi lông nhỏ nhất đây là sợi lông trên thân xác là gì là quốc độ của chư phật trong tam thiên đại thiên thế giới nói lên điều gì trong sợi lông có thể dung nạp đại thiên thế giới điều này khoa học hiện nay không có cách nào giải thích được tha cải dung nạp tu di quá nhỏ núi tu di lớn chừng nào Hạt rau cải lớn chừng nào Trong đầu sợi lông này Có tam thiên đại thiên thế giới Tam thiên đại thiên thế giới Là bao nhiêu tu di Một đơn vị là một núi tu di Mười ức Mười ức núi tu di Đều trong sợi lông Đều ở trong đầu sợi lông Đây chính là không có tương đối Nên nhỏ có thể dung nạp lớn Lớn có thể dung nạp nhỏ Lớn dung nạp nhỏ chúng ta biết là không vấn đề gì Nhưng nhỏ dung nạp lớn thì chúng ta nghĩ không thân Pháp thân đại sĩ 41 vị Pháp thân đại sĩ ở chỗ này Đây là quả báo mà họ đạt được Chỉ cần ta chứng được quả gì này thì tự nhiên nó sẽ hiện tiền à, Tam giết phương tiện hữu dư độ Đoạn xứ trụ hoặc, sứ hoặc thuộc phương, phương tiện đạo Vô minh dị tận Danh dĩ hữu dư Thị tam thừa thánh nhân sở cư Tam thừa Là thanh văn duyên giác Bồ Tát Sứ trụ phiền não đã đoạn, đoạn. Nhưng vô minh chưa tận à, Nói cách hả. khác Kiến từ phiền não của họ đã đoạn Thanh văn duyên giả tháng đã đoạn kiến tư phiền não Bồ Tát Đã đoạn trần xa phiền não Nhưng căn bản, bản vô minh chưa phá Chúng tôi nói Sinh rõ ràng để mọi người dễ Sinh hiểu Họ đã đoạn trừ chấp trứ Đoạn Sinh trừ Sinh. phân biệt Nhưng chưa đoạn khởi tâm đồng niệm Cũng chính là điều Di Lặc Bồ Tát nói Một khẩy móng tay có ba mươi hai ước một trăm ngàn niệm cái này chưa đoạn đây chính là vô minh chưa hết gọi là hữu dư nên niết bàn ngoại chứng được gọi là hữu dư niết bàn Không phải Đại bác Niết Bàn của Đại Thừa Họ đã vượt ra khỏi luân hồi lục đạo a à, la hán đã vượt ra khỏi luân hồi lục đạo Chiến tư phiền não đã đoạn thì không còn chấp trước Nhưng A-la-hán vẫn còn tập khí Kiến từ phiền nào chưa đoạn Chấp trước thì thật sự không chấp trước Nhưng tập khí chấp trước vẫn còn Họ dựng ra khỏi lục đạo Ở trong tử thanh Pháp giới Chính là thanh văn Pháp giới Trong thanh văn Pháp giới đoạn tận tập khí Tập khí của chấp trước không còn nữa Họ sẽ thăng cấp Thăng đến duyên giác. Duyên giác bắt đầu đoạn Trần xa phiền nào Nghĩa là phân biệt Duyên giá đoạn hết phân biệt Thì họ thăng cấp lên Bồ Tát Họ lại thăng thêm một cấp là Bồ Tát Bồ Tát không có phân biệt Nhưng có tập khí phân biệt Tiếp tục đoạn tận tập khí phân biệt Thì họ thành Phật Từng lớp này cao nhất trong 10 Pháp giới Ở trong 10 Pháp giới này thành Phật Thành Phật rồi Đến ngay cả tập khí của phân biệt chấp trước Cũng hoàn toàn không có Nhưng có khởi tâm đồng niệm Đây chính là vô minh Không khởi tâm không đồng niệm Là vô minh đoạn Siêu diệt mười pháp giới Họ đi đâu Đến phải thật bảo trang nghiêm người trong cõi thật báo trang nghiêm đều đã phá vô minh nhưng vẫn còn mang tập khí vô minh tập khí vô minh không dễ đoạn vì sao vì họ không khởi tâm không động niệm nếu càng muốn dùng phương pháp để đoạn trừ phiền não như vậy không phải đã khởi tâm động niệm rồi sao khởi tâm động niệm chính là đoạn nên họ không hề để ý đến nó Vì tập khí vô thị vô minh không chướng ngại Nhưng nó chướng ngại điều gì? Chướng ngại thường tịch quan tịnh độ Tu hành trong cõi thường tịch quan tịnh độ Là vô vi Không phải hữu vi Hữu vi là tạo nghiệp Nó là vô vi Nghĩa là cứ kệ nó Cổ nhân có câu Sự sư dùng bất đắc lực Chính là nói cõi thật bảo trang nghiêm Ở đó không dùng đến sức lực Cứ thuận theo tự nhiên Sau tam đại A tan kỳ ký thì không còn nữa Tập khí tự nhiên không còn Sau khi tập khí đoạn tận Họ đạt được quả vị dị, diệu giác Diệu giác thì trở về với thường tịch quang Nói như vậy sẽ rõ ràng hơn Đây là cõi phương tiện Tứ thánh phàm thánh đồng cư độ Thị tứ thánh lục phàm chi sợ cộng cư Tứ thánh là ai? Là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật Ở trong mười Pháp giới Lục phàm là phàm phu lục đạo Lục đạo gọi là nội phàm Sứ thánh gọi là ngoại phàm Là phàm phu ở ngoài lục đạo Ngoại phàm trong danh từ Phật học Chính là chỉ tứ thánh pháp giới Tứ thánh lục phàm hợp lại là mười pháp giới Người trong mười pháp giới cũng chưa kiến tánh Chưa minh tâm kiến tánh trong mười Pháp giới cũng có Bồ Tát khanh Văn, Duyên Giả Phạm Phu Lục Đạo Sanh đến thế giới cực lạc, Tất cả đều ở đây Vậy là y Phạm Thánh Đồng Cư Phạm là Phạm Phu Thánh là chỉ Thánh Nhân Thánh Nhân ứng tích thế gian Giữ phàm Phu đồng cư nhất sư Cô viết Phạm Thánh đồng cư đồ Trong cõi Phạm Thánh đồng cư Có Thánh Nhân Ai là thánh nhân? Phật A Di Đà. Quan âm thể chỉ văn thù phổ hiện. Trong đó còn có ứng quá thân của mười phương chư Phật. Các ngài thật sự là bậc đại thánh. Vì sao? Bởi những người này sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Nhưng phiền não chưa đoạn là đới nghiệp giảng sanh Mang theo vọng tưởng Phân biệt chấp trước Để thế giới cực lạc Trong cõi nước của mười phương chư Phật Chỉ có Phật A-di-đà Mới chấp yếu nhận yếu. chúng ta đới nghiệp giảng sanh Còn các quốc độ của chư Phật khác Không có đới nghiệp Nghệ chương nhất định phải sám hối cho thanh tịnh mới được giảng sanh Chỉ có thế giới cực lạc Một phẩm phiền nào Cũng chưa đoạn Nghĩa là gì? Là chấp trước Một phẩm chấp trước chưa đoạn Cũng có thể giảng sanh Phương pháp giảng sanh là gì? Chính là lợi dụng chấp trước này của chúng ta Tuyệt diệu Vô cùng tuyệt diệu Chấp trước điều gì? Chấp trước Phật A-di-đà thì sẽ giảng sanh Chân tướng sự thật này cần phải hiểu Trong kinh dạy chúng ta chấp trì danh hiệu Chấp chính là chấp trước Trì chính là duy trì Không được làm khác đi từ sáng đến tối chỉ nên chấp trước vào danh hiệu Phật Các chấp trước khác phải bùa bỏ hết Chỉ chấp trước Phật A Di Đà, Chỉ chấp trước Kinh Vô Lượng Thọ Hay là chấp trước Kinh A Di Đà đều được Chúng sanh trong thế giới lục đạo này Đến thế giới Tây Phương cực lạ Có thể nói Hết 99% đều dùng phương pháp này khi đã đến thế giới Tây Phương cực lạ Thầy giáo ở đó toàn là thánh nhân Sang đến thế giới cực lạ Là mỗi ngày đều đi học Ngày ngày cùng chư Phật Bồ Tát Cùng nhau chia sẻ thế giới đó thuần tịnh thuần thiện chúng ta còn tập khí phiền não hiện hành thì còn tạo nghiệp nhưng vì không có nhân duyên nên tạo nghiệp không thành thế giới cực lạc không có ác duyên nên ở thế giới cực lạc thì tham sân si mạng đều không khởi lên được năm độc tham sân si mạng nghi có tập khí này chưa đoạn nhưng ở thế giới cực lạc sẽ không khởi lên được cuộc sống vật chất ở thế giới cực lạc là tự nhiên muốn điều gì thì điều đó hiện ra như vậy thì còn tham gì nữa vì không cần thiết à, Muốn ăn gì thì nó liền hiện ra Không cần phải nấu nướng à, Muốn mặc quần áo thì quần áo đã ở trên thân Không cần may giả à, Muốn ở nhà thế nào thì nhà như thế hiện ra Luôn theo ý mình Đây là cõi phàm thánh đồng cư Nên tham sân si mạng hoàn toàn không khởi tác dụng Chúng ta gặp hoàn cảnh vật chất Hay hoàn cảnh nhân sự Đều có thể xứng theo tâm ý Đều có thể sanh tâm quan hỷ Chứ không có tâm sân nhuế Ở thế, thế giới đó hoàn toàn bình đẳng Ngao mạng không khởi lên được Ba loại chân thật Của thế giới cực lạc Thực tị chân thật Trí tuệ chân thật Lợi ích chân thật Chúng ta đều thấy Không hề hoài nghi Thời gian dài Thì những phiền não này tự nhiên sẽ không còn để thời gian đào thải nó Huống gì mỗi ngày đều nghe Pháp Học tập ở ngôi trường đó Muốn học gì cũng có Có Phật Bồ Tát ở đó vậy Vì vậy họ được học rộng hiểu nhiều Ở thế giới cực lạc ngày xưa tôi giảng kinh thường nói xứ hoàng thệ nguyện chúng ta đều phải phát hai nguyện trước ngay đây phải thực hiện chúng sanh vô biên thệ nguyện đồ cần phải phát nguyện này có cơ hội này có năng lực này thì phải giúp đỡ tất cả chúng sanh Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Phải cố gắng xuyên năng đoạn tận phiền não Hai nguyện này ngay đây ta phải thực hiện Chúng ta cần phải thực hiện nó Còn đối với hai nguyện sau Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Hai nguyện này cần phải đến thế giới cực lạc để thực hành Ở đây phát nguyện nhưng không thực hành được hai nguyện này Chúng ta chỉ làm được hai nguyện trước thôi Hai nguyện trước này Tôi nói với quý vị Chính là phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Sau khi sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Học Pháp môn sẽ rất nhanh Ở đó ta có thời gian Vô lượng thọ Đồng thời học rất nhiều Pháp môn Ta có thể phân thân Có thể hóa thân tám dạng bốn ngàn pháp môn thì có tám dạng bốn ngàn lớp học quý vị muốn học một lúc đều được qua tám dạng bốn ngàn thân mỗi lớp học đều có chúng ta ta có thể học trong cùng một thời gian học rất mau viên mãn được tốt nghiệp còn ở thế gian này khó khăn biết bao nhiêu qua khó đặc biệt là xã hội hiện nay Muốn học một bộ kinh Nhưng tìm không ra thầy dạy Tìm được rồi Nhưng thầy giáo là phàm phu Không phải là thánh nhân Thầy chưa khai ngộ Chưa chứng quả Nhưng những vị thầy giáo Ở thế giới Tây Phương cực lạ Chẳng những đã khai ngộ chứng quả Mà toàn là chư Phật như lai Đẳng giác Bồ Tát Đến đảm nhiệm việc dạy học Quý vị tìm những vị thầy như thế ở đâu đây Chúng ta thật sự đã thấu triệt chân tướng sự thật rồi Có thể không cảm kích Phật A-di-đà chăng Nhờ phước báo của Phật A-di-đà Phật A-di-đà kiến lập nên đạo tràng này Và thỉnh nhiều chư Phật như Lai đến dạy học như vậy Như vị cổ đức thường nói Đảng đắc kiến di đà Ha sâu bất khai ngộ Chỉ cần ta giảng sanh Để được thấy Phật A di đà Còn việc đại triệt đại ngộ Minh tâm kiên tánh Thì chỉ đợi ngày đó nữa thôi Tập khí phiền nào không muốn đoạn Tự nhiên nó cũng chẳng còn chúng ta mỗi ngày cùng nhau học tập mọi người đều cảm thấy rất an vui giống như được trở lại trường học vậy ở thế giới cực lạc cùng nhau học tập cùng nhau chia sẻ niềm vui đó khó có thể hình dung được nên mới gọi là cực lạ quý vị xem ăn cơm phiền phức biết mấy Việc này có thể buông bỏ Thì tự tại biết bao Thế giới cực là không ăn cư Tôi nói với quý vị Nghĩ đến y phục thì được y phục Nghĩ đến thức ăn thì được thức ăn Điều này là thật không phải giả dạ. Tại sao? Vì họ không cần đến những thứ này Như vậy họ nuôi dưỡng cơ thể dựa vào cái gì? Dựa vào pháp hiển Người tham thiền đều biết là thiền duyệt di thực. Người đạt được thiền định trong những năm đầu dân quốc còn có. Ai cũng biết qua thượng hư dân. Ngài nhập định thông thường nhập đến khoảng nửa tháng đến một tháng ngồi đó không ăn cơm cũng không uống nước đã ngồi là ngồi mấy mươi ngày Ngài có dinh dưỡng chăng? Có Thiền duyệt di thực Ngài lấy niềm vui thiền định làm thức ăn Cảnh giới trong thiền định thoải mái, nhẹ nhàng, an vui Thân tâm thanh tịnh Cõi trời dục giới có ẩm thực Nhưng càng lên trên thì càng đạm bạc Trời quá lạc hầu như không có ăn uống gì Đến sơ thiền thì hoàn toàn không có Nên trong cõi sơ thiền Không có tài sắc danh thực thủy Đều không cần thiết Thực không có Vì không cần ăn gì cả Trà nước cũng đều không cần Không có ngủ nghỉ Không cần Tinh thần no đủ Không cần ẩm thực Không cần ngủ nghỉ Không cần tài vật Mấy thứ đó đều vô dụng Sắc dục không có Sắc dục nam nữ không có nên chúng sanh trong lục đạo Có tài sắc danh thực thụy Dục giới có Nhưng sắc giới không có Công phu thiền định càng sâu Thì hỷ lạ càng tăng trưởng không có nghĩ là Chúng ta tu cái này làm gì Thọ mạng từ cõi trời sắc giới trở lên Hoàn toàn đều đứng về mặt công phu thiền định mà nói Năng lực của định có thể duy trì lâu như vậy Đó chính là thọ mạng khi mất đi công phu thiền định ah, là... Tập kỹ phiền não trong hai lại gia ah, và, 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 và... là diễn hành Tùy nghiệp lưu chuyển Phải thọ quả bao ah, Công phu thiền định chỉ hàng phục phiền não Chứ ah, võ chưa đoạn phiền não Nên khi công phu thiền định mất đi Thì vẫn trở lại luân hồi như cũ Nghiệp bất thiện trong A loại già Dẫn dắt chúng ta đến tam đồ để thọ báo Những chân tướng sự thật này chẳng thể không biết Chúng ta xem tiếp đoạn văn ở dưới Kim ta bà thế giới Diệt danh phàm thánh đồng cư Đảng thử Độ trượt trọng đa án Bất tịnh sung mạng Kinh cước ngỏa lịch Khưu lăng thanh khảo thì nải đồng cư ấy độ Đây là nói bây giờ chúng ta ở là cõi phàm thánh đồng cư thế giới cực là cũng có phàm thánh đồng cư có giống như chúng ta ở đây không không giống nhau vì sao bởi cư dân không giống nhau chúng ta biết trong kinh điển đại thừa đức phật nói cảnh tùy tâm chuyển Người giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạ Tuy còn mang theo tập khí ác đến đó Nhưng ở đó không có ác duyên Nên họ không tạo ác gì Vì sao? Nếu chúng ta có thể nghĩ thông suốt đạo lý này thì vấn đề lập tức được giải quyết Bởi Để ở đó Đức Phật A-di-đà dạy Phật rất hay Dạy người rất tốt đỏ". Dạy, đỏ". Đỏ. dạy ra được người tốt Dạy ra được thánh nhân Phật, Phật, Phật Bồ cũng Tát cũng là giáo dục ra Thế giới cực là có nhiều Phật Bồ Tát như vậy Ngày ngày đang dạy học Vậy có người trở nên tốt Còn thế giới này của chúng ta thì sao sau khi khoa học kỹ thuật phát triển Mọi, mọi người không tin tưởng thánh hiện Cũng không tin tôn giáo Đã dạy hư con người Ai dạy TV đang dạy Mạng internet đang dạy Hàng ngày dạy người Bạo lực, sát tin, sát đạo, giám vọng Ngày nay người trên thế giới này Là tiếp thu giáo dục TV giáo dục mạng internet đặc biệt kiện này, khởi xướng tự do ngôn luận tự do xuất bản khởi xướng nhân quyền nên vấn đề đã xuất hiện những điều tốt không còn nữa trên xã hội những điều xấu lại đây vậy nên xã hội này đã loạn Xã hội không trật tự Thì y báo cũng chuyển biến Đĩa cầu thiên tai rất nhiều Nhưng không nghe nói đến thế giới cực lạc Phát sanh tập đất Không nghe nói thế giới Tây Phương cực lạc Có núi lửa bộc phát Không nghe nói thế giới Tây Phương Có nơi nào bị lụt lộn không nghe nói đến bất cứ thiên tai nào Vì sao Những thiên tai này trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay Tham lam dẫn đến thủy tai Sân nhuệ dẫn đến núi lửa bộc phát Quả tai Hạn hán Đều thuộc về điều này Hiện nay nhiệt độ của địa cầu không ngừng tăng cao Cũng là vì điều này Đều do sân nhuệ tạo thành Ngu si dẫn đến phong tài Ngạo mạng dẫn đến đầm đất Họ tạo ra những nghiệp như vậy Đều là do nghiệp chiêu cảm ra Người ở thế giới Tây Phương cực lạ Tuy mang theo tập khí phiền nào Nhưng không còn nghiệp Hàng ngày chúng ta tiếp xúc Cùng ở với chúng ta Đều là chư Phật Bồ Tát Đều là chư Thượng Thiện Nhân Đến cơ hội khởi một niệm xấu Cũng không có thì lấy đâu ra hành vi Tuy à, tập khí nghiệp chữ của chúng ta nặng Nhưng Đức Phật dạy chúng ta Dùng câu a di đà Phật Có thể làm cho tất cả tập khí nghiệp chữ Bị chế phục, bị đè xuống Nên có thể giảng sanh Không cần đoạn phiền não Chỉ cần khống chế phiền não Dùng phương pháp nào Trong tâm chỉ có Phật a di đà Người thật sự tu hành thì chỉ cần một bộ kinh vô lượng thọ Một câu A-di-đà Phật Hoặc một bộ kinh di-đà cũng được Ngoài ra không cần bất cứ điều gì Hai ba năm có thể khống chế được họ. Tập khí phiền não vừa bị khống chế Thông tin này Phật A-di-đà lập tức biết ngay Ngay liền đến tiếp dẫn Chúng ta có thể nhìn thấy Phật Có thể nhìn thấy thế giới cực lạc Thọ mạng đang còn cũng không cần Bây giờ tôi chỉ muốn giảng sanh Phật A-di-đà liền đến tiếp dẫn chúng ta Là thật không phải giả dạ. Chúng ta phải cảm biết Phật A-di-đà Phật A-di-đà đối với chúng ta thật là đại ân đại đức Từ vô thị kiếp đến nay Trong biển pháp giới hư không giới Người đầu tiên có ân đức lớn nhất đối với chúng ta Chính là Phật A-di-đà nên phải biết cảm ơn Tri ân báo ân Làm cách nào để báo ân Ngài hy vọng chúng ta đến thế giới cực lạc để học tập Chúng ta thật sự muốn đi chính là báo ân Thế giới cực lạc là vì chúng ta mới kiến lập Chư Phật như Lai đều là những vị thầy tốt Phật A-di-đà vì chúng ta đã thỉnh họa về Chúng ta đến đó chính là làm tròn nguyện của ngài, ngài đã độ chúng ta, chúng ta còn có thể không đi ư? Ừ. hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật